chị nhớ lời em dặn nha. Có chuyện gì là phải gọi điện cho em liền đó. Rồi, chị nhớ rồi. Có gì chị sẽ điện cho em. Dạ dì ơi. Dì cho con hỏi nhà chị Tuyển đâu vậy dì? Ủa, khu này không có ai tên Tuyển hết đó chú. Dạ, cảm ơn dì. Dạ. Chị, chị nhớ rồi mà. Chị. Thu ơi, bắt người ta cứu người. Con cũng khá lắm. Cũng may là ba không bị làm sao. Là do ông ép tôi thôi. Tôi đã nói từ từ đã ông già kia chết rồi mà. Ok, coi như là ba tha lỗi cho con. Ba đã dọn đi chỗ khác. Khi nào con giết xong ông già đó thì cha con mình gặp lại nhau. Ba không muốn là bị con tiễn đi quá sớm. Con trai, con không còn con đường nào đâu. Một là con hợp tác với ba để chia đôi tài sản. Còn không thì vô tù mà lãnh án tử hình vì tội giết người đi. Con chọn đi. Sao rồi? Sự im lặng về con trai. Chọn đi chứ. Tôi sẽ hợp tác với ông. Được. Để đánh dấu sự hợp tác lần này, ba đã giúp con tiễn đi một chướng ngại vật rồi. Ông lại giết ai nữa? Ba mẹ ruột mà con căm ghét đó. Bà Thu ơi, bà đừng có xảy ra chuyện gì nghe bà Thu. Bà muốn đánh bà cũng chửi tôi không được. Đừng có chết mà bà Thu. Bà đừng có chuyện gì nghe bà Thu. Bà Thu ơi, đừng bỏ tôi mà bà Thu. Tôi giãn sinh bà đó. Bà Thu ơi, bác sĩ ơi. Bác sĩ. Bà Thu sao rồi bác sĩ? Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng cô ấy không thể vượt qua.